sao rồi lá nào nó khó. Không đâu đây. Vậy mấy trà lam thôi đi chứ đi. Một cú là bao nhiêu tiền em? 20 à? Huyện Tây Sơn Đình phải không em? Nhiều
đúng rồi. Tây Sơn là phải không em? Dạ. Làm từ đây Tây Sơn đem ra em. Cũng tráng sẽ được tẩm nước cho mềm dễ cuốn nha các bạn. Em một cuốn. Những người nước ngoài thì tò mò là muốn thưởng thức. Rất là đông các bạn trẻ đang đứng chờ tới lượt mình để mà mua những cái bánh cuốn Tây Sơn thì rất là to, rất là ngon. Từ những cái vật trang trí đến những cái trang phục, đó là những cái binh sĩ Tây Sơn, từ quần áo đến nón. Mà không có lễ hội hoặc là hội chợ thì mình mua ăn bánh này ở đâu em? Dạ, số 12 Nguyễn Hồng. Số 12 Nguyễn Hồng, quận nào em? Gò Vấp. Gò Vấp. Gò Vấp. Gò Vấp. Chi nhánh chính đó mình là ở đường nào, số mấy Phạm Đồng? 123. Phạm Đồng phường mấy? Phạm Nhân Đồng phường 3 quận Gò Vấp. 123 phường 3 Phạm Đồng. Còn bây giờ chi nhánh bây giờ là 12 Nguyễn Hồng phường 1 Gò Vấp. Là ở quán mình chỉ có mỗi món này thôi hay sao em? Dạ, có một món này nhưng mà tức là cũng một món này nhưng mà nhiều loại nhân. Thank you.
khách nước ngoài đang ghé mua bánh cuốn Tây Sơn.